Hướng dẫn học bản cũ chương 2. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. 2 x 10 bằng 20. Bản cửu chương 2. Tìm kết quả bằng cách đếm số ô vuông nhé. 2 x 1 bằng bao nhiêu? 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng bao nhiêu? 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng bao nhiêu? 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng bao nhiêu? 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng bao nhiêu? 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng bao nhiêu? 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng bao nhiêu? 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng bao nhiêu? 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng bao nhiêu? 2 x 9 bằng 18. 2 x 10 bằng bao nhiêu? 2 x 10 bằng 20.